Mọi người ơi, nãy giờ là được viện trưởng cũng như là chị tư vấn viên tư vấn vô cùng kỹ lưỡng rồi. Và Mina vô cùng háo hức để được trải nghiệm liệu trình cân đối gương mặt này vô cùng mới mẻ đúng không mọi người? Chúng ta sẽ cùng nhau theo chân Mina để xem liệu trình này bao gồm những giai đoạn gì và biến đổi cơ thể chúng ta như thế nào nha. Đi vào. Wow, mọi người ơi, đi vào chân Mina nào. Có thấy cái chỗ nào mà có phòng thay đồ kinh khủng đẹp như vậy không? Đẹp khủng khiếp luôn. Vô đây nè. Trời đất ơi, vô coi quá trời luôn. Đẹp quá à. Như là khách sạn vậy đó mọi người. Thích quá. Ở đây rất là riêng tư luôn nha, khá là xịn sò luôn đó. Đúng là viện trị liệu có khác, không phải là spa bình thường đâu nha. À, vô mình làm gì nữa chị? Thích quá. Ok, vậy thì cùng nhau trải nghiệm nha. Bây giờ em sẽ so sánh phần xương chậu và chân với chị trước rồi. Dạ. Mình cố gắng lo phần cơ thể của mình. Rồi. À, bây giờ em thấy ở đây á, là cái phần mắt cá của bên chân trái của mình nó bị thấp hơn. Thì cái chân bên này của chị nó sẽ tiếp đất trước, tức là nó sẽ có cái chiều hướng phát triển chân bên này hơn, thì chân này nó sẽ bị dài hơn so với chân này. Ờ. Còn bây giờ em sẽ so sánh phần xương chậu. Xương chậu của mình ấy thì bên phải nó bị lệch thấp hơn, chị có thể gần đảng nhận đây ạ. Chị có thấy bên này nó lệch nhỏ xuống. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi cái chiều bên này nó cũng sẽ cao thấp như vậy nè. Dạ. Cao thấp cái chiều này thì bên này nó bị cao hơn. Như vậy thì nó sẽ kéo theo cái khuôn mặt của mình, bên phải nó sẽ bị hạ thấp, bị sệ thấp xuống. Đúng rồi. Thì cái lúc mà mình chụp ảnh hoặc là quay gì đấy thì nó cũng sẽ... Dạ đúng em thấy. Dạ. Mặt của mình nó đẹp cho lắm ấy. Dạ. Nên là hôm nay thì em sẽ chăm sóc phần xương chậu của mình để vừa nâng cái phần xương chậu bên này lên, vừa làm cơ bản cái phần xương chậu bên này của chị xuống. Phần xương chậu của mình nó cũng bị nở to ra hai bên á, thì nó làm cái phần cơ đùi của mình nó cũng bị đè ra, thì dáng của mình nó cũng không có được đẹp. Dạ. Phần này nó sẽ giải tỏa cái phần cơ chân cho mình ạ. Ờ, cũng hơi đau quá ha. Hơi đau đúng không? Dạ. Tại vì mình tác động là xương á, thì dạ, chỉ cần tác động một cái lực hơi sâu một chút ạ. Đã là lần đầu nên mình chưa có quen đó chị. Ok, nãy giờ là Mina vừa được chị kỹ thuật viên massage cũng như là nắn chỉnh lại phần xương của xương chậu nè, lưng nè, rồi cổ vai gáy. Thì hiện tại Mina cảm giác đó là cơ thể của mình nó nhẹ bẩn đi luôn. Và như mới nãy chị kỹ thuật viên có nói là những cái động tác này sẽ giúp cho cái tuần hoàn máu của mình được lưu thông nè, không có bị tắc nghẽn nữa. Cho nên Mina cảm thấy người rất là nhẹ, rất là cảm thấy mạnh khỏe. Mina đang háo hức đợi cô viện trưởng đích thân nha. Cô viện trưởng vào và tự tay làm động tác luôn kia cho Mina luôn. Mina sắp đẹp rồi mọi người ơi. Nhưng mà không thua được hả? Giờ dạ, liệu trình của mình cũng 3 tiếng rồi chị. Ờ, 3 tiếng rồi đó hả? Là đúng không? Không nào được. Ôi, sướng quá.